Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn làm bánh gato caramel nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chưng nước đường để làm phần caramel trước. Mọi người cho đường và nước lạnh vào nồi nhỏ. Ban đầu thì mình sẽ để lửa to cho sôi, xong sẽ hạ lửa xuống đun đến khi nước đường đổi màu cánh gián thì vắt một ít chanh vào. Nhanh tay đổ hỗn hợp ra khay và lắc dàn đều đáy khuôn. Mọi người nhanh tay một chút, không là đường sẽ đông khá là nhanh đấy. Tiếp theo mình sẽ làm đến phần flan và phần cốt bánh. Nguyên liệu thì mình sẽ để ở trên clip nhé. Đầu tiên là phần flan, mọi người đập hai trứng, tách một lòng đỏ, sau đó đánh nhẹ chứ không đánh bông nhé. Chuẩn bị một chiếc nồi nhỏ để đổ kem tươi, sữa tươi, đường, sau đó bật bếp để lửa vừa và khuấy nhẹ đến khi sữa ấm thì tắt bếp, cho một chút muối, vani, rồi nhẹ nhàng đổ trứng vào trong nồi khuấy đều. Ta được hỗn hợp phần flan nhé. Tiếp theo sẽ là phần cốt bánh, mọi người cho âu trộn lên bếp để làm ấm, sau đó đập 3 quả trứng, đổ đường vào âu và bật máy từ tốc độ thấp nhất lên dần đến tốc độ cao nhất. Trong lúc đánh thì mình sẽ đi làm nóng nồi chiên ở nhiệt độ 160 độ nhé. Trứng khi đánh xong, kết quả sẽ bông đặc và sẽ chảy thành dòng như thế này. Mình sẽ đổi que trộn, cho hỗn hợp dầu ăn, sữa, vani, chiết xuất cà phê vào. Phần hỗn hợp bột caca và bột mì mình sẽ chia làm 3 phần. Cứ cách 15 giây trộn, mình sẽ lại đổ một phần hỗn hợp bột vào. Sau khi trộn xong, ta sẽ được hỗn hợp để làm cốt bánh. Giờ mình sẽ lần lượt đổ các hỗn hợp vào khuôn. Đầu tiên là phần flan, đổ nhẹ nhàng qua dây để loại bỏ các phần lợn cợn. Sau đó mình nhẹ nhàng đổ hỗn hợp cốt bánh vừa trộn. Nướng bánh caramel chúng ta sẽ nướng cách thủy, nên mình sẽ để khuôn trong một khay khác, lót khăn và đổ nước nóng vào. Nướng ở nhiệt độ 150 độ trong vòng 55 phút. Sau khi nướng, mình sẽ để nguội và cho vào tủ lạnh một đêm. Ngày hôm sau, khi lấy ra, mình sẽ nhẹ nhàng cắt quanh phần rìa và nhanh tay úp ngược lại lên đĩa. Và đây là thành quả của mình nhé. Do cạn nước nên mặt caramel hơi nhăn một chút nhưng vẫn rất là ngon.